Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi đang đứng ở Thảo Cầm Viên hay còn gọi là Sở Thú thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thấy có một cái bình bằng cái gáo dừa, thì hôm nay tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn xem để quý vị và các bạn biết được thêm được một cái thông tin nhé. Chắc chắn là khi các bạn đến Sở Thú thì các bạn sẽ được xem về những con thú. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ quay tặng quý vị và các bạn một cái bình bằng gáo dừa. Cái bình bằng gáo dừa nha quý vị và các bạn. Đây, từ xa quý vị và các bạn thấy không? Bình bằng gáo dừa. Mình á, hồi xưa thì mình biết rằng là uống nước bằng cái gáo dừa. Thì hồi xưa vào ở miền Tây, thường tôi đi ở vùng Long An, vùng Tiền Giang, thì trước nhà có một cái lu. Thì cái lu đó họ để một cái lu nước. Thì trên cái lu nước đó thì họ để một cái gáo dừa. Mà thú thật với quý vị và các bạn, khi mà uống nước bằng cái gáo dừa đó thì cảm thấy rất là ngọt. Vì các bạn biết rồi, ở đồng bằng sông Cửu Long á, thì khi mà mình không có sử dụng nước phèn, cho nên khi sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng nước mưa để mà uống. Tôi sẽ nói sơ cho quý vị và các bạn về cái bình vỏ gáo dừa nha quý vị và các bạn. Cái bình vỏ gáo dừa đó là nhân cái kỷ niệm là 61 năm ngày thành lập Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mà quý vị biết rồi, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mình thì Quốc Khánh là ngày 2 tháng 9 năm 2 thì đến năm 2006 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên á, có quyết định là tặng cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mang cái tính chất hữu nghị đó, một cái bình bằng gáo dừa, gọi là gì ta, huyền sử, quý vị thấy không, huyền sử đời hùng. Và cái tính hữu nghị đó thì đối với cái bình á, có cái thông số là 623 kg, cao là 3m62, quý vị thấy không, cao gần 4m, và cái đường kính rộng nhất là 2m55, nghĩa là tổng cộng nếu mà gọi là 3m một người ôm, lấy từ 8 tấn dừa thô ghép lại trong vòng thời gian mà sử dụng là 105 ngày. Trên cái bình thì thể hiện những cái hoa văn như là Lạc Long Quân, sự tích của Lạc Long Quân, Âu Cơ, sự tích của Rồng Chiên, những cái tượng chóe và cảnh cái giả gạo Tây Nguyên. Nó có cái trống đồng Ngọc Lũ hay trống đồng Đông Sơn gì nè quý vị. Rồi sự tích bánh dày, bánh chưng và những cái hình tượng như là chim lạc, nhà rông, rồng chiên, giả chạo gạo Tây Nguyên, những cái giáo dục truyền thống. Thú thật với quý vị và các bạn thì mỗi một cái quốc gia thì có cái điểm xuất phát khác nhau. Tuy nhiên rằng là đối với cái nông nghiệp mà lúa nước của mình thì dừa cũng là một trong những cái sản phẩm mà người ta gọi là ăn luôn và tận dụng hết tất cả. Dừa thì người ta sử dụng từ cái thân cây, cây trái, lá thì làm nhà. Tôi nhớ có một cái bài Dừa ơi, thì tôi cũng không nhớ hết nữa, tôi đọc cho quý vị và các bạn nghe nha. Dừa ơi, tôi đứng lên đã thấy dừa trước ngõ, dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ. Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió, tôi hỏi nội tôi dừa có tự bao giờ
Nội nói hồi nội còn con gái, đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân. Đất này xưa đầm lầy chua mặn, đời đói nghèo cây đắng quanh năm. Dừa ơi dừa bao nhiêu tuổi mà lá xanh tươi rất mực dịu dàng. Rễ dừa bám sâu vào lòng đất, như dân làng bám chặt quê hương. Tôi bỗng thấy nội tôi trở lại trẻ lại, như thời con gái tuổi đôi mươi, như hàng dừa trước ngõ nhà tôi. Thưa quý vị và các bạn, tôi thì nó nằm trong tiềm thức, cho nên xin lỗi mấy cô giáo văn nha, nếu như trong trường hợp có một hay hai câu nào đó nó không có được như ý muốn. Quý vị biết, bạn biết không, ở Việt Nam mình thì đối với, mà đặc biệt đối với cái miền Tây á, người ta sử dụng dừa rất là nhiều. Tôi cũng muốn PR cho cái dừa này đi ra cái bình cổ này nè, bình huyền sử đời hùng này đi ra ngoài quốc tế, cho nên hôm nay tôi sẽ đọc một chút về việc tiếng Anh cho tất cả mọi người nha quý vị và các bạn. Coconut shell vase lender of the Hùng King period on the occasion of the 61 years old of the independent days of the Socialist Republic of Vietnam to September 1945 to September 2006, the People's Committee of the Phú Yên Province donate of the vase lender of the Hùng Kinh period to the Ho Chi Minh City, way of the impress the characteristic 622 key heavy 3.62 met high and 2.50 thick liter mass and 20 craftsperson of being enterprise to the product from 2,000 piece of the coconut shell weak side. Yes. And 105 days border vase reversion for lender of the Hùng Kinh period and 6 political imaging of Vietnam, the way of make the recall the Hùng Kinh period to the generation contribute and to the traditional education and preservation of the current heritage. In 2005, the vase of recorder as Vietnam recorder. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình mà tôi ngồi thì cũng có một cái vài người nước ngoài họ cũng đọc. Thank you for your watching. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái sự tích của huyền sử đời hùng, một cái bình cổ do Phú Yên tặng cho thành phố Hồ Chí Minh.